Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Hãng hàng không Starless có chuyến bay về Việt Nam Chin và Kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam chín và 7146577866 Happy jewelry chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 và 714 Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng com. Công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cậy. Mọi chi tiết xin gọi 888 880 8345. HQ Sing cùng với Bose JBL tự hào mang đến giải pháp karaoke hoàn hảo cho bạn. Hỗ trợ kỹ thuật 24 trên 7 miễn phí trọn đời sản phẩm. Tôi xin mời trở lại với quý vị. Hôm nay ở California, hai bên phía dân chủ và cộng hòa đang tranh cãi nhau về một dự luật do một vị dân biểu Đảng Cộng hòa đại diện cho khu vực Corona đưa ra. À, dân biểu mang tên Bill Assley ông vừa trình bày à, dự luật này trước Quốc hội California ở Sacramento và yêu cầu tại các trường trung học từ lớp 12 trở xuống, mỗi trường của California cần phải có ít nhất một cảnh sát viên có mặt thường xuyên mỗi ngày. À, dân biểu Bill nói rằng do ảnh hưởng của những cái vụ mà tấn công trong các trường học xả súng trong suốt thời gian qua và vì thế California này cần bảo vệ trẻ em một cách tốt đẹp hơn. À, thì Lẽ đương nhiên California mình có đa phần là đảng dân chủ. Thì đại diện của nhóm bảo vệ dân quyền ACLU ngay lập tức họ lên án, họ chỉ trích. Họ nói rằng những ngân sách của California không đủ dành cho các trẻ em, đặc biệt là trẻ em gốc phi châu và thiểu số trong đó kể cả những người Mễ hoặc là những người đến từ vùng Nam Mỹ đó gốc Latino trong đó họ nói đây là hai thành phần bị ảnh hưởng nhớn nhất và kể cả những người mà thiểu số khuyết tật trong các trường học nữa họ nói thành phần khuyết tật cũng không được bảo vệ và trong đó những cái trường hợp như là ăn hiếp hay những nhiều cái trường hợp khác nữa và đại diện cho thành phần gốc phi châu và gốc châu Mỹ Latin hiện nay vẫn còn yếu kém trong các trường học từ lớp mẫu giáo lên đến lớp 12 và vì thế họ nói rằng cái việc mà phân bổ và bắt buộc các trường học đặc biệt là khu vực công á mà có một cảnh sát viên á, cũng gây rất tốn kém nữa, à, chưa kể đó họ nói rằng chỉ có một cảnh sát viên này À, thực ra hai bên tranh cãi nhau mình thực sự mình cũng không biết ai đúng ai sai nếu đặt trường hợp nếu mà chúng ta là phụ huynh đó thì thấy ô oh, bây giờ trường mà mỗi ngày các em vào mà thấy có một cái người cảnh sát đứng ít nhất thì những cái kẻ mà tìm cách mà mang súng vào trường để tấn công đó nó cũng giảm đi thì đó là cái quan điểm về tâm lý nhưng mà những cái chuyên gia khác thì họ nói rằng là một người cảnh sát như thế đó vẫn không đủ, nếu mà có một cái kẻ nó dã tâm rồi đó nó có thể nó bắn chết cái người cảnh sát này, thậm chí nó nó chờ cái người cảnh sát này không có hiện diện bởi vì làm sao mà có thể đi tuần uh, liên tục uh, từ lúc mở cửa 7 giờ sáng cho tới khi đóng cửa 3 giờ chiều được hoặc là sau đó nữa. Cho nên uh, bây giờ chưa biết được dự luật California này sẽ được tranh cãi và chưa đưa, đưa ra để bỏ phiếu đầu tiên đã phải qua được cái ải của Đảng dân chủ rồi đến phiên ông Gavin Newsom. Cái điều khó ở đây đó thưa quý vị là California đang gặp thâm hụt ngân sách ít nhất là 35 tỷ Mỹ kim cho nên những cái nỗ lực nào mà gia tăng cái ngân sách này đó mặc dù nó bảo vệ cho trường học cũng sẽ khó để thông qua và vào ngày hôm qua thì một phiên tòa đã diễn ra ở Connecticut à, xét xử một ông à, vốn là cảnh sát thưa quý vị, cái tội là lái xe quá tốc độ không cần thiết và đã đụng chết người. Thì à, đây là hình ảnh của à, ông cảnh sát tên là Zachary Lockwood, 24 tuổi. Thì hồ sơ từ phía tòa án cho biết là vào ngày à, xin lỗi quý vị tháng 7 năm ngoái, ổng lúc mà đang trong giờ làm việc đó, đang đi tuần tra ngoài đường thì ổng nhận được điện thoại, nhưng không được điện thoại nhận được lệnh từ phía tổng đài qua cái bộ đàm đó, nói là ổng cần phải đến một cái hiện trường tai nạn, nhưng mà bây giờ đó. À, đương nhiên khi mà ra tòa mới ra tòa ngày hôm qua phía à, luật sư đó họ đưa ra cái bản à, report của phía tổng đài nói rõ ràng là thứ nhất hiện trường tai nạn này đó là không có ai bị thương hết và họ nhấn mạnh là đến đây với code One thì theo phía luật sư họ lý giải cái um, um, giống như cái 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 cái, cái huấn luyện của cảnh sát đó là uh, nó có theo trình tự code 1, 2, 3, 4 và 5 thì code 1 là cái mà nhẹ nhất thì ông này ông đã được huấn luyện thì nghe code 1 là nghĩa là cứ lái xe như bình thường không cần mở đèn của cảnh sát, không cần phải hụ còi và không cần phải giống như là chạy nhanh hơn cái tốc độ của cái traffic đang ở trên đường nói chung là cứ đi bình thường đến thôi Tuy nhiên, ông uh, Zachary này đó thì không hiểu lý do vì sao mà ổng lại gọi cho một cái người đồng nghiệp khác. Ổng nói là bây giờ ổng sẽ chạy đến và ổng nói là ổng uh, sẽ chạy nhanh nhất có thể uh, chạy theo uh, code thì cái người đồng nghiệp rõ ràng bây giờ trong cái 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 bản report của tổng đài đó tại vì họ nói chuyện với nhau qua bộ đàm cho nên nó có lưu giữ hết thì cái người đồng nghiệp đó rõ ràng nói là không có cần thiết đừng có chạy quá nhanh như vậy thì chỉ à, vừa mới nói xong trong tích tắc chưa đến một phút thì ông Zachary ổng à, bấm lên trong bộ đàm ổng la lên là trời đất ơi tôi mới đụng người ta thì đây là cái khúc đường mà ổng đụng thì à, bây giờ tại vì trên xe cái cái dash cam cái xe cảnh sát có video cho nên thấy được là lúc cái con đường này đó là một con đường nhỏ trong khu dân cư à, cái 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 tốc độ mà cho phép đó chỉ có 25 dặm thôi mà xe của ổng lúc đó ổng nhấn 65 dặm thôi quý vị và ổng đã đụng trúng ông mục sư Tommy Jackson. À, ông Tommy đang đứng ở vừa lấy thơ ở cái 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 thùng thơ này và ông đang băng qua đường để mà đi vào trong nhà của mình thì ông cảnh sát ổng từ ở trong ổng nhấn xe một cái thì ổng đụng trúng ông mục sư. Ông mục sư được đưa vào trong bệnh viện thế nhưng không có qua khỏi thì sau nhiều tháng điều tra thì cuối cùng cái phiên tòa đã diễn ra phía công tố viên đó thì họ truy tố ông Zachary này cái tội là misconduct with a vehicle nghĩa là giống như là hành vi sai trái khi mà điều khiển một cái xe. Tuy nhiên, sáng ngày hôm nay thì trong cái phiên tòa tranh luận đó, luật sư của gia đình không có đồng ý tại vì cái 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 án tù mà nặng nhất cho cái cái chuyện mà Uh, misconduct with a vehicle nặng nhất thì cũng là 5 năm thôi nhưng mà có thể uh, nếu mà quan tòa đưa cái án nhẹ thì cũng có chỉ có thể 1-2 năm thì phía luật sư gia đình nói là cái khung hình phạt như thế này thì nó tương đương với cái chuyện là uh, sơ xuất mà trong cái chuyện này rõ ràng ổng không có cái lý do gì mà ổng phải nhấn kèn, uh, nhấn gas uh, nhanh như vậy uh, coi thường mạng sống của những người đi ở trên đường thì bây giờ phía luật sư đó yêu cầu là phải nâng lên cấp độ là ngộ sát à, mức độ 2 thì cái này là khung hình tội à, án tù có thể từ 15 cho đến 20 năm. Một cuộc thăm dò của Quinnipiac, đại học Quinnipiac được à, nể nể trọng ừ, tin tưởng bởi vì hầu hết các cuộc thăm dò của Quinnipiac được vừa qua ra trong các cuộc bầu cử từ tổng thống cho đến các ghế thượng nghị sĩ vân vân đều khá là chính xác. Hôm nay đều cho thấy đa số các cử tri dân chủ hay Cộng hòa hay độc lập đều cho rằng hai ông già Biden và Trump ân phết già quá cho nên không thể nào xứng đáng để tiếp tục lãnh đạo nước Mỹ được. Tuy nhiên trong cuộc thăm dò của Quinnipiac này người ta thấy đa số các cử tri đó thì nói ông Biden thì um, già hơn ông Trump Lẽ đương nhiên ông Biden lớn hơn ông Trump cũng gần 4 tuổi 61% cử tri trả lời với Queenie Park nói rằng Ông Biden unfit bởi vì uh, tâm trí, não bộ Và điều đó cũng đã chứng minh trong thời gian khi ông xuất hiện vừa qua Đã có những cái sơ suất chẳng hạn ông không lúc mà lên Không biết mình ở đâu đại loại như vậy. Nhưng mà ngược lại thì ông Trump cũng thế, cũng bị sai lạc trong vấn đề Nancy Pelosi hoặc là bà Haley nhận định của ông nó cũng hơi bị lãng lãng. 51% nói rằng ông Trump unfit. Cái cuộc thăm dò này đi cùng với YouGov cũng cho thấy là trong suốt thời gian qua phần lớn cử tri Mỹ đó À, trong cả năm 2023 đến giờ này, đó, họ đều xem vấn đề tuổi tác của các vị lãnh đạo này. Bây giờ, đó, họ vẫn muốn có một người trẻ hơn. Và đó là lý do nếu mà mang bà Nikki Haley ra đó, đụng độ. Điểm đáng chú ý đó, nếu mà mang bà Nikki Haley đụng với ông Biden đó, thì bà thắng. Nhưng mà đụng với ông Trump thì bà thua. À, cho nên họ thấy rằng đúng cái kết quả thăm dò mặc dù sao 51% vẫn là đa số nói rằng ông Trump unfit. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý sau phần quảng cáo quý vị.